Xin chào đồng chí. Chào anh Bằng Nguyễn. Rồi, cái chương trình mình hôm nay ấy, thì chào anh chủ chị em. yếu mình bẻ gãy cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó, của cái bọn kia nó là cộng sản Việt Nam bán nước, thì mình chỉ nói một số cái điều thôi. Tức là hôm trước thì mình nói về cái một số cái vấn đề rất là kỹ về vấn đề biên giới, vấn đề hải đảo rồi. Thì bây giờ thì mình nói về cái dự luật đặc khu hoặc dự luật về an ninh mạng. Tất nhiên là có những điều gì bọn nó xuyên tạc là anh em mình cố gắng chúng mình bẻ gãy, dù chúng nó coi như là có nói, mình cứ nói những điều này mình đã nói rồi, bây giờ nó nói lại nhiều khi cũng chán, bản thân mình cũng chán, nhưng mà nói chung là chúng nó nhai đi nhai lại, mà cho nên là mình cũng phải bẻ chúng nó để mà coi như nhân dân mình hoặc những bà con Việt kiều ở bên kia người ta gọi là cũng có cái sự hiểu biết ít để người ta hiểu biết. Rồi xin mời. Trước tiên là phải cho những cùng giao lưu chia sẻ trên cái diễn đàn của anh Bằng Nguyễn. Thì tuy nhiên thì em cũng như anh Bằng Nguyễn ấy, mình rất là đồng tình ở một cái quan điểm chung, đó là hiện nay thì những cái tình hình ở trong nước như thế nào thì những cái kẻ gọi là hận thù và đố kỵ chống phá Đảng Nhà nước Việt Nam từ ở nước ngoài cũng như ở trong nước là chúng luôn luôn có những cái âm mưu thủ đoạn và có những cái hành vi là chống phá. Thành ra là cái vấn đề xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng hay kích động quần chúng nhân dân xã hội để làm cho cái tình hình an ninh trật tự ở trong nước nó bất ổn, đấy là cái động cơ mục đích của chúng nó. Thành ra là cái vấn đề tất cả các cái sự kiện từ trước đến nay ở trong nước ấy, là chúng đều có xuyên tạc, đều có bóp méo hết. Thế thì nhất là như hôm nay cái chủ đề mà anh Bằng Nguyễn nói về cái vấn đề là chủ trương của Đảng Nhà nước Việt Nam xây dựng phát triển đặc khu kinh tế. Cái thứ hai là Quốc hội cũng đã thông qua cái dự thảo luật về an ninh mạng. Thì đây nó là những cái vấn đề thực hiện cái chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong vấn đề xây dựng và phát triển đất nước. Tức là vừa đảm bảo về vấn đề phát triển kinh tế, nhưng đồng thời bên cạnh đó, cái việc phát triển kinh tế vững mạnh thì nó sẽ liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng. Thì đây nó là cái chủ trương rất là đúng đắn. Thế tuy nhiên suốt cái thời gian vừa qua thì các cái thế lực phản động nói chung ở ngoài nước cũng như ở trong nước chúng câu kết với nhau và với một cái bản chất động cơ của chúng là chống phá, thành ra chúng xuyên tạc. Thế thì anh Bằng Nguyễn phân tích rất là kỹ rồi, nhưng mà vì là chúng nó thường xuyên ra giả xuyên tạc như vậy, thành ra là ta đồng tình và ủng hộ các cái cơ quan có cái chức năng nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước trong vấn đề tuyên truyền phổ biến giáo dục để cho quần chúng nhân dân cũng như là toàn thể xã hội chúng ta hiểu rõ hơn được về cái nội dung, ý nghĩa, đúng rồi, Phạm giá Bắc. Trị của cái việc xây dựng đặc khu kinh tế nó như thế. Cái mạng ở bên tuyến nó hơi ấy, thành công chỉnh toàn nó mất 2 tiếng, nó hơi nhỏ thế đấy. Vâng, thế thì bây giờ em chỉ nói này thôi. Thứ nhất là anh Bằng Nguyễn anh đã phân tích rất rõ rồi. Cái vấn đề xây dựng đặc khu phát triển kinh tế thì ta không nói theo thuật ngữ của văn bản nữa mà ta nói theo một cách nôm na là như này. Nó là bước tiến bước tiếp theo trên cái cơ sở cái điều kiện địa lý tự nhiên, điều kiện về mặt lịch sử truyền thống văn hóa và cái tình hình phát triển kinh tế của quốc tế, thì ra là ta mới xây dựng cái đặc khu phát triển kinh tế. Mà trong cái đặc khu phát triển kinh tế nó là gì? Là thực hiện cái chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng và cái cơ chế chính sách đãi ngộ của nhà nước đối với cái vấn đề kêu gọi các cái tập đoàn các quốc gia trên thế giới để tập trung đầu tư phát triển về cái vấn đề sản xuất, phân phối, lưu thông sản phẩm hàng hóa mà nó có ý nghĩa giá trị và lợi ích kinh tế của đặc khu cũng như là nó kích cầu cho vấn đề phát triển kinh tế của cả nước. Cũng như là anh Bằng Nguyễn nói nhé, bây giờ hiện nay này, chưa có đặc khu kinh tế, nhưng hiện nay là ở một số địa phương trên cả nước là đã có những khu kinh tế, nó tùy thiệu thuộc theo cái điều kiện phát triển kinh tế của cái địa phương đó để xây dựng khu kinh tế. Đấy. Ví dụ như là khu kinh tế cảng biển, khu kinh tế mở cửa khẩu, khu kinh tế công nghiệp chẳng hạn. Thế thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng là cái chủ trương của Đảng trên cái vấn đề là điều kiện tự nhiên. Tức là ở ngoài Bắc chúng ta đang có chủ trương xây dựng đặc khu phát triển kinh tế Vân Đồn của Quảng Ninh. Ở miền Trung thì chúng ta dự tính là xây dựng cái đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong của Khánh Hòa. Và ở miền Nam nó là lấy Côn Đảo làm đặc khu phát triển kinh tế. Thì ở đây ta phải hiểu nó là một cái khu đặc khu phát triển kinh tế, trong đó có những cái chế độ chính sách ưu đãi dành cho các cái tập đoàn kinh tế của
các cái quốc gia trên thế giới người ta được hưởng lợi và đồng thời người ta đầu tư vào đó để phát triển cái ngành nghề theo đặc thù, ví dụ như là kinh tế cảng biển hay kinh tế công nghiệp cao hay là kinh tế phát triển về vấn đề du lịch và văn hóa. Thế thì ở cái việc này là nó phải căn cứ vào mấy cái điều kiện tự nhiên rồi là nhà nước phải ban hành cái luật anh ạ, nhà nước phải ban hành luật mà luật đó là cái cơ sở căn cứ đúng pháp lý cao nhất để quản lý đặc khu, chứ không phải là như một số những cái kẻ chống đối và nó xuyên tạc là đặc khu mà cho thuê đất, cho thuê mặt bằng các doanh nghiệp mà chủ yếu là chúng đang xoáy vào cái chỗ là gọi là các cái tập đoàn kinh tế của Trung Quốc đầu tư vào đó mà lại cho thuê đất 50 năm, 70 năm, 99 năm thì không khác gì để cho chúng không bán đất chiếm cho cái Trung mặt Quốc. bằng chiếm đất đó. Và cái động cơ mục đích các vị xuyên tạc là cho rằng là Việt Nam phụ thuộc của Tàu và chịu sự ảnh hưởng áp đặt của Trung Quốc. Thành ra cái việc đấy là Đảng và Nhà nước bán nước cho Tàu. Chúng xuyên tạc cái điều đó. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ hiểu nôm na này thôi. Khi mà anh đầu tư vào một cái hoạt động kinh doanh nào, sản xuất nào đó, anh phải có thời hạn. Thế thì nhà nước đã ra luật rồi. Có nghĩa rằng khi anh đầu tư ở một cái lĩnh vực nào đó phải có thời hạn. Trong đó là gì? Đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu để sản xuất, cái thứ hai là anh phải lưu thông hàng hóa, cái thứ ba là để anh phải phát triển để thu hồi vốn và có lãi, thì đương nhiên anh phải có thời hạn. Thế thì ví dụ như là khi mà anh đã đầu tư vào đó thì cái lĩnh vực nào là 50 năm, lĩnh vực nào là 70 năm và lĩnh vực nào là 99 năm thì nó phải tùy theo theo cái lĩnh vực đặc thù của cái ngành nghề đầu tư. Cái thứ hai là cái luật đã ban hành ra để quản lý nhà nước ấy, thì người ta đã có một cả một cái cơ chế và bộ máy chính sách quản lý theo pháp luật. Có nghĩa rằng là khi anh phải chấp hành và tuân thủ các cái quy định của nhà nước hiện hành thì anh sẽ được có cái điều kiện thuận lợi để anh thực hiện đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Phải không anh? Mà ở đây ta phải khẳng định với nhau một cái là cái đặc khu kinh tế đó là cái chủ trương đường lối của Đảng và cái chính sách của nhà nước trong vấn đề gọi đầu tư đối với các cái tập đoàn kinh tế có điều kiện, có khả năng và chấp hành tốt cái quy định của nhà nước Việt Nam hiện hành thì anh đều được. Cái mạng ở bên 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 tiến thì nó bị Đấy anh ạ, nghe có rõ không anh? Nghe có được không? Thế bây thì giờ cho thì nghe nên phải rõ rồi. nói ở cái chỗ là gì? Phải đập tan cái luận điệu chúng cho rằng là cái việc cho thuê đất để các cái tập đoàn kinh tế đầu tư ở trong đặc khu là doanh nghiệp Trung Quốc, mà là doanh nghiệp Trung Quốc có nghĩa là gián tiếp bán nước cho Trung Quốc. Đấy là cái luận điệu của chó. Thế thì bây giờ em chỉ ví dụ này thôi. Ví dụ chúng ta có nhà ở mặt phố nhưng mà chúng ta lại chưa khai thác hết cái công năng và cái giá trị của nó. Bây giờ có một cái tổ chức hoặc cá nhân nào người ta có nhu cầu mở mở một cái cửa hàng kinh doanh về văn hóa phẩm hay là kinh doanh về vấn đề văn phòng hay là các cái thiết bị máy móc, người ta đến người ta hợp đồng với mình để thuê cái gian hàng mặt đường đó, lẽ nào mình để không mà mình không cho thuê? Mình cho thuê để mình có thu nhập, cái thứ hai là khi người ta thuê mình phải có hợp đồng, mà hợp đồng đó chính là cái quản lý nhà nước đấy. Cái hợp đồng mà cho một cái cá nhân hay tổ chức nào thuê cái nhà của mình ấy, thì đấy là phải có hợp đồng và cái quản lý nhà nước. Cái thứ hai là không có nghĩa là người ta thuê cái cửa hàng ở nhà mình mà người ta ở lâu dài thì người ta chiếm được nhà mình, vô lý. Người ta thuê cửa hàng người ta phải chấp hành tuân thủ các cái quy định mà gọi là cái hợp đồng giữa chủ nhà và người thuê cửa hàng, thì làm sao mà người ta thuê lâu lâu ngày mà người ta chiếm được? Cái thứ hai, khi mà anh thuê một cái thời hạn nhất định nào đó mà thấy rằng cái hoạt động của anh kinh doanh có lãi và anh đóng góp cho cái lợi ích của cái chủ nhà và đồng thời anh chấp hành tốt các cái quy định của chủ nhà thì gia đình với cái chủ cửa hàng đó sẵn sàng lại tái ký hợp đồng. Thì cái này ở đây em phải nói là cái đặc khu phát triển kinh tế nó có quy cơ chế chính sách và có tổ chức bộ máy quản lý nhà nước thông qua luật pháp, ở chỗ là cái quy định là cái bộ máy cấp tỉnh đó được ký cho thuê mặt bằng đó là bao nhiêu năm, ví dụ 50 năm, nhưng từ 70 năm là phải thuộc thẩm quyền của chính phủ và Và của thủ Thủ tướng. tướng Chính phủ. Bây giờ này, Đúng xin không? lỗi nội dung một tiếng, mình nói một ý ý này, chúng tôi cứ gắn ghép vào à cái chuyện mà đặc khu kinh tế là để cho Trung Quốc. Chứ bây giờ tôi chỉ hỏi tất cả bọn cái chống cộng cực đoan và bọn dân chủ của trong nước, hiện nay những cái khu công nghiệp, những cái gọi là với khu kinh tế mở, khu chế xuất hiện nay vẫn maximum là 70 năm, mà do coi như là 70 năm là do Thủ tướng Chính phủ ký, còn là 50 năm là do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh ký tùy theo các dự án một, đúng không? Thì hiện nay các doanh nghiệp của Trung Quốc hiện nay có đầu tư vào Việt Nam là đứng thứ bao nhiêu, đúng không? Như tất cả các bạn nhé, Trung Quốc người ta đầu tư vào Campuchia là 70-80%, vào Myanmar là 70%,
Nhưng mà trong khi đó Trung Quốc đầu tư vào những cái khu đấy vừa nãy tôi nói là đứng hàng thứ 9. Tức là cái Trung Quốc đầu tư vào Việt, hiện nay Trung Quốc quốc đầu tư vào Việt Nam rất là ít. Ví dụ này, các nhà máy nhiệt điện nhé, hiện nay đầu tư theo cái hình thức BOT ấy. Đấy, thì hiện nay Trung Quốc chỉ có đầu tư ba cái dự án nhiệt điện thôi, gồm có Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 3 và cái khu nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2. Đấy, thì chỉ có ba khu đấy, cho nên các nhiều khi ấy, chúng nó cứ nghĩ rằng là hiện nay Việt Nam coi như là những khu đấy Trung Quốc ồ ạt à, đầu tư vào Việt Nam phát triển như thế. Nhưng mà chúng nó nhầm một cái là hiện nay các nhà đầu tư Trung Quốc người ta muốn đầu tư những nước nào mà có lợi nhuận nhiều nhất hoặc là lãi có lãi nhiều thì người ta mới đầu tư, chứ còn ở Việt Nam đấy sát lách Trung Quốc đúng không, đất nước Trung Quốc giàu các nhà tư bản muốn đầu tư cũng rất là giàu, nhưng mà hiện nay đầu tư của người ta vào những cái khu của Việt Nam nhé, cho thuê maximum 70 năm nhé, chỉ đứng hàng thứ 9 thôi đấy trong tất cả các nước trên thế giới. Cho nên là những bọn này ấy, tôi nghĩ rằng nó chỉ có lợi dụng vào những cái chuyện mà đặc khu kinh tế hiện nay để chúng nó tuyên truyền, chúng nó coi như là muốn coi như là những cái người không hiểu biết hoặc là những bà con Việt kiều ở bên kia, chúng nó những bà con người ta không hiểu về những cái sự đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam, cho nên người ta hiểu sai là người ta nói là à Đảng Cộng sản mở đặc khu ra chẳng qua là bán cái đặc khu trong Trung Quốc. Ví dụ nhiều thằng nó ngu ở cái này, tôi nói với anh Nông Xuân Tiến và tất cả các bạn này, nó bảo ví dụ như hiện nay chưa ấy thôi nhưng mà cái khu Vũng Áng ấy cũng là cái đặc khu rồi đấy, đặc khu để cho Trung Quốc, cho nên chúng nó mới đặt câu hỏi ra đấy, người Việt Nam mà có những cái người mà bình thường có ai vào được không, mình bảo mẹ một cái nhà máy bình thường những người không có nhiệm vụ cũng không vào được đúng không, còn ví dụ là tất cả công nhân của Việt Nam và tất cả các thứ của Việt Nam người ta làm ở trong đó đúng không, hoặc cái cơ quan vào kiểm soát hoặc như thế này khác thì người ta vẫn vào, chứ còn bình thường người bình thường mình vào đấy làm gì, ai cho mình vào đúng không. Đấy, cho nên là chúng nó toàn có xuyên tạc nọ kia tất cả thứ, nhiều khi vào ngồi nghe kênh của chúng nó, nếu mà giả sử lúc đó chúng nó ở bên cạnh chỉ bóp bóp mõm mõm chúng nó thôi anh ạ. Vâng, xin mời. Thực ra phải nói anh Bằng như này, cái động cơ mục đích và cái bản chất của cái các cái thế lực thù địch mà nó chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam ấy, thì nó luôn luôn nó xuyên tạc, nó thổi phồng, nó bóp méo tất cả những cái hoạt động của Đảng và Nhà nước Việt Nam và xã hội Việt Nam. Cái chuyện đấy là đương nhiên. Thế còn cái vấn đề mà chúng đang lợi dụng cái tâm lý bài chung, lợi dụng cái sự thiếu thông tin và một số những cái ngộ nhận của quần chúng nhân dân ở trong và ngoài nước, thành ra chúng mới xuyên tạc để làm sao để cho bà con mập mờ và chúng nó đánh cháo khái niệm. Chúng nó cho rằng là cái đặc khu phát triển kinh tế nó như một cái khu tự trị hoặc như là một tô giới của nước ngoài, và nó lợi dụng cái tâm lý bài chung, nó lợi dụng cái tâm lý người Việt, dân tộc Việt rất không ưa người Trung Quốc. Cái thứ hai là một số những cái hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc giai đoạn trước ấy, là nó cũng có nhiều cái vấn đề lình xình. Những cái vấn đề lình xình đó là do cái công tác quản lý nhà nước của chúng ta chưa Đúng. thật nghiêm minh, thành ra nó xảy ra đến cái hậu quả hoặc cái hệ lụy hoặc cái hạn chế, thì chúng lợi dụng cái điều đó. Thế nhưng mà khi ta phải nói với rõ với nhau này, là khi mà các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền và có trách nhiệm, khi người ta tuyên truyền sâu rộng và giáo dục đến toàn thể quần chúng nhân dân và xã hội, cung cấp toàn bộ những cái thông tin về nội dung, ý nghĩa, giá trị cũng như cái sự quản lý nhà nước đối với vấn đề đặc khu, thì không có một cái kẻ nào có thể xuyên tạc được. Thế còn ở đây có một cái vấn đề nữa, em cho rằng là như thế này. Bây giờ cái vấn đề xây dựng phát triển đặc khu kinh tế của Việt Nam so với quốc tế thì chúng ta hiện nay đang đi sau. Bởi Đúng. thực ra thì các cái quốc gia trên thế giới người ta đã xây dựng các cái đặc khu phát triển kinh tế lâu lắm rồi. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta đi sau thì chúng ta cũng có cái thiệt nhưng cũng có cái lợi. Cái thiệt là chúng ta không được bước đầu, nhưng cái lợi là chúng ta học được kinh nghiệm. Và hai nữa là chúng ta phải xác định các cái tập đoàn kinh tế khi người ta đầu tư vào đâu ấy, thì người ta phải lấy cái lợi ích kinh doanh làm trọng. Lấy cái lợi ích đầu tiên của người ta là phải lợi ích. Thành ra là chúng ta mở ra những cái chính sách, những cái chế độ chính sách nó ưu đãi để tạo điều kiện cho tập đoàn kinh tế người ta có cái thuận lợi trong vấn đề hoạt động đầu tư. Ví dụ nhân công, ví dụ như là tiền thuê đất, ví dụ như là cái điều kiện xã hội về an ninh trật tự và cái ổn định chính trị. Hoặc Đấy là là những cái điều kiện thuận lợi để cho nhất tập là đoàn. cái cơ chế của mình nó mở đến mức độ như thế nào đúng không, bây giờ ví dụ mình bóp Đúng một rồi. cái thì người ta không đầu tư nữa, người ta sang kia, mà trong khi đó Việt Nam nhé, tôi nói với anh Nông Trung Tiến như thế này, muốn tạo ra một cái khu đặc khu ví dụ như ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong ở Phú Quốc, ngân sách hoặc là những nhà của Việt Nam đầu tư rất là nhiều, vì là mình phải làm cái cơ sở hạ tầng tất cả các thứ thì mình mới mời gọi vào được đầu tư, có khi là ví dụ nhiều khi
cái đầu tư nó không đến nơi đến chốn, của nước ngoài người ta không được, thì cái đó là cái thất bại của mình đấy, chứ không phải là chuyện đua. Mà em xin chia sẻ với anh Bằng một cái ý này nữa, đây là cái chủ quan suy nghĩ của em thôi. Vâng. Thứ nhất là ví dụ như cụ thể là cái khu phát triển kinh tế Vân Đồn của Quảng Ninh, hiện nay nước Nga người ta đầu tư, nước Nga đầu tư sân bay rồi, nước Nga đầu tư về cái hoạt động công nghiệp 4.0, thì nó lại có một cái ý nghĩa rất lớn là gì, ngoài cái giá trị về mặt kinh tế, tức là góp phần đóng nộp Quân cái sự. thu ngân sách cho nhà nước, nhưng đồng thời nó lại góp phần bảo vệ cái an ninh chủ quyền. Bây giờ rõ ràng nước Nga người ta đầu tư thì đương nhiên người ta phải đảm bảo về cái an ninh trật tự, Vâng, dạ đảm vâng. bảo về cái vấn đề an toàn. Thành ra không thể có cái thế lực ngoại bang nào có thể dùng cái hành động quân sự hoặc cái hoạt động xâm hại trong cái vấn đề khu vực địa phương đó. Đấy nó cũng là gián tiếp trong vấn đề bảo vệ chủ quyền. Thế thì bọn bọn nó là bọn nó chủ yếu là xuyên tạc là các cái tập đoàn kinh tế của Trung Quốc mà chúng đá vào cái tâm lý bài Trung, chứ thực ra Bài chung của mình. cái đặc khu phát triển kinh tế là chúng ta kêu gọi đầu tư của các tập đoàn kinh tế trên cả thế giới chứ không riêng một ai. Cái thứ hai chúng lại đánh cháo khái niệm. Chúng đánh cháo khái niệm ở chỗ là đặc khu kinh tế nó khác với tô giới, khác với khu tự trị. Chứ không phải là chúng đang mập mờ ở chỗ là ví dụ như là Hồng Kông hay là Hương Cảng hay Đài Loan là một quốc gia hai chính phủ của Trung Quốc. Thành ra chúng đang mập mờ đánh cháo cái khái niệm là Việt Nam xây dựng đặc khu phát triển kinh tế mà cho tập đoàn doanh Nó nghiệp đánh cháo như thuê kiểu cái khái niệm thì của như không Hồng Kông. khác gì cái đất cho thuê 99 năm đó của người Trung Quốc và bất khả xâm phạm. Và sau này khi tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc nó mới mạo danh nó đưa người dân Trung Quốc hoặc công nhân kỹ sư Trung Quốc vào đó để sinh hoạt cư trú rồi là sinh sôi nảy nở và từ cái chỗ đó gián tiếp là xâm lược và cai trị cũng như là đồng hóa dân tộc Việt. Chúng nó toàn xuyên tạc ở cái điều đó, nhưng cái dân tộc Việt Nam 4.000 năm nay đã minh chứng rồi, lịch sử dân tộc Việt Nam bao giờ cũng nâng cao tinh thần cảnh giác đối với giặc phương Bắc qua các thời kỳ và chưa bao giờ ngoại xâm có thể cai trị và đồng hóa được dân tộc Việt. Anh lưu ý mà xem, lịch sử của chúng ta minh chứng điều này rất rõ rồi. Một Thành ngàn ra năm chúng cũng không xuyên đồng tạc hóa. là cho chúng nó cho thuê là 99 năm thì khác gì là bán đất bán nước cho tàu, chứ không phải. Chúng đang lợi dụng cái điều đó đối với những người thiếu thông tin, đối với những bà con còn nhận thức còn còn yếu. Chứ như Cái mạng của nơi của Tiến nó bị yếu tí, bây giờ đang chặt chặt. đấy, cái có đúng không anh? Đấy thì thôi thì em xin nói thêm luôn một chút bởi cái sóng nó hơi yếu. Cái luật an ninh mạng, thì bây giờ em chỉ nói về cái luật an ninh mạng mà hiện nay Quốc hội chúng ta đã thông qua rồi và có cái hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019. Luật an ninh mạng thì nó là một cái cơ chế, là một cái hành lang pháp lý để quản lý toàn bộ cái hoạt động thông tin truyền thông và quản lý cái mạng xã hội. Bởi vì anh biết là trong thời gian vừa rồi ấy, cái mạng xã hội mà khi mà thiếu cái sự quản lý nhà nước và không có cái hành lang pháp lý thì nó sẽ nảy sinh ra rất nhiều vấn đề, mà nhất là những cái đối tượng lợi dụng cái trang mạng xã hội để làm gì, để chống phá, để xuyên tạc, để kích động, để gây bất ổn xã hội. Cái thứ hai, một số những cái kẻ trong cái vấn đề hoạt động kinh tế nó lại lợi dụng cái đó để nó đấu đá nhau, để nó chống phá nhau, để nó bóp nén cái hoạt động phát triển kinh tế của các cái công ty hoặc tập đoàn. Anh thấy không? Thành ra cái vấn đề để quản lý về vấn đề mạng xã hội cũng như thông tin truyền thông bắt buộc nó phải có một cái cơ có một cái điều khoản luật. Mà luật nó là gì? Luật nó là cái hành lang pháp lý để tạo cho mọi con người, tạo điều kiện cho mọi con người khi hoạt động tích cực trên cái mạng truyền thông đều anh đều có căn cứ. Đúng không? Nó phải Chúng lành đều mạnh có hơn. căn cứ. Chứ không phải như chúng nó xuyên tạc là gì? Là Việt Nam ra cái luật an ninh mạng có nghĩa. Chúng ta bày tỏ những cái quan điểm và những cái nguyện vọng của mình, nhưng với điều kiện anh phải 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 chấp hành tốt các cái quy định của nhà nước hiện hành, chứ không phải là tự do ngôn luận là anh được chửi cha chửi mẹ hay là anh được quyền sử dụng cái mạng thông tin đó trên xã hội để anh đánh phá lẫn nhau, để xúc phạm đến tổ chức hay cá nhân. Em cho rằng cái luật nó là lẽ ra cái luật an ninh mạng phải có lâu rồi để chúng ta có cái hành lang pháp lý để mà điều chỉnh và giới hạn một số những cái hành vi hoạt động của nhiều cá nhân và tổ chức trên cái cộng đồng mạng. Em nghĩ là như vậy. Đấy, thì theo quan điểm chủ quan của em thôi. Mà cái luật này đúng là nó phải có ban hành sớm chứ, để tránh cái tình trạng vừa rồi anh bảo là tất cả những cái đối tượng mà nó có cái sự hận thù và đố kỵ với nhà nước Việt Nam
với đất nước Việt Nam. Chúng đang lợi dụng cái trang truyền thông để chúng chống phá đấy. Thành ra nếu không có luật thì những cái điều đó nó xảy ra, nó nhiễu loạn thông tin thôi. Thành ra theo em ấy, cái luật lẽ ra còn phải ra sớm hơn. Ra sớm hơn. Bởi vì nên này, ra thì có gia quy, phải không ạ? Quốc thì có quốc pháp. Bất kể anh một tổ chức nhỏ hay lớn của xã hội đều phải có những cái nội quy và quy chế. Những cái đó là những cái để mà con người chúng ta lấy. Vô tổ chức, vô chính phủ à? Không có luật quy định thì để chúng ta vô chính phủ và làm tất cả những cái điều mà vô pháp, Ok, chào tất cả các bạn. vô chính phủ à? Đấy. Thì tôi thì quan điểm của em như vậy, thì cái sóng của chỗ em nó hơi yếu mấy hai nữa. Em nghĩ là trên diễn đàn này cũng còn rất nhiều anh chị muốn lên chia sẻ với cái quan điểm nhận thức của mình, mà đây cũng là cái quan điểm cá nhân. Rồi, xin cảm ơn Nông Xuân Tiến nhé. Rồi, xin chào tạm biệt Cảm các ơn anh bạn, vì Bằng bây giờ Nguyễn, công việc cảm thì ơn tất nó cả mọi cũng người. chập chờn chút. Và thế nhá anh nhá. Rồi, cảm ơn anh Bằng Nguyễn. Rồi, xin chào.